Ăn rồi. Tôi quật chút giận rồi. Cái này chưa rửa lại ơi. À. Sao không nói mà quên ngủ vậy? Mẹ đưa con mình nhìn nữa. Sao không rửa lại? Không, không phải. Cái này sao không rửa lại? Thôi. Ờ. Rửa lại mình rồi nhìn. Thôi quên nha. Đổ lạnh mất thêm 10.000 á? Ừ. Ừ thì mất thêm 10.000. Thôi. Con điên mày. Ừ. Cậu chạy ra cậu đổ cho nó. Cậu đưa tiền lẻ cho cậu, cậu bảo đổi nó thêm 10.000. Đấy in em đang xúc cơm nan, đây mẹ lấy bát khác cho. Mấy lon đây. Tắm cơm thế. Lại ra đổi chứ. Lại ra đổi chứ. Người ta. Mẹ lấy cái Pepsi này. Mẹ đang quay cho ông. Ngon nhỉ? Úi giời ơi, khiếp khổ thần em. Rồi con đút lên mồm đi. Úi giời ơi. Người ra chị em nó xúc cơm nó ăn. Đây con xúc vào bát này. 4 x 4 không? Không. Nó người em thấy 4 x 4 nhưng mà cùi bắp. Được rồi. Ngon thế, phải xúc miếng to thế. Cứ mỏ.